chào tất cả bạn, tôi là Hoái, đã phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế cho một vị khách hàng tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An. Đấy, thì hôm nay là chuyến thứ 3 trong ngày mà công ty chúng tôi, mà đội chúng tôi phục vụ khách hàng tại Thanh Hóa và Nghệ An. Thì mời các bạn cùng xem quá trình của chúng tôi đi xuống khu vực Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An này như thế nào, và cái khuôn viên khu đất nhà gia chủ cùng với các cái yếu tố xung quanh, yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất để chúng tôi xem xét và khảo sát bố trí cho khách hàng một cách hợp lý nhất. Thì mời các bạn cùng đón xem nhé. Và vào đây là khu vực Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An, thì chúng tôi đang trong quá trình vào đến khu vực nhà gia chủ. Thì xung quanh đây là rất là thơ mộng, rừng, núi, ruộng. Đây là toàn bộ cái khung cảnh xung quanh khu vực con đường chúng tôi tới nhà gia chủ. Đây, hôm nay chúng tôi phục vụ hai khách hàng tại Thanh Hóa và khách hàng thứ ba tại đây. Thì khi xuống tới đây thì nó cũng xế chiều rồi. Ok, thì mời các bạn cùng xem cái khuôn viên khu đất là chủ cùng với chúng tôi nhé. Đây là khu vực đường vào biển mà chúng tôi mới đi theo Google Map, à Việt Map. Đấy, khu vực đường ngoài biển, chúng tôi đang đi trên con đê quốc phòng. Đây, biển Nghệ An nó xanh phết hơn gì nữa. Đẹp, bắt đầu đẹp rồi. Đây là Nghi Lộc rồi. Thì từ Nghi Lộc vào là xanh rồi đúng không? Thì Hoàng Mai là biển nó cũng xanh rồi vào đúng không? Bắt đầu từ khu vực Nghệ An vào nó cũng là biển rồi đấy. Khu nghỉ dưỡng. Còn đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Bình tại huyện xã Nghi Sơn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nghi Yên, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở đây thì làm đây thì cấp điện từ lối nào vào bác nhỉ? Điện à? Vâng, điện đấy. Đường điện. Điện chắc tít ngoài đường to kìa. Đây này, ngay là cái tám này. Vâng, xa lắm nhỉ? Cái dây điện mà mình kéo vào nhà mình ý. Cái cột mà mình kéo vào nhà mình ý. Đi đằng trước luôn. Trước. Tít phía đằng trước, phía bên tay trái. Còn thoát nước thì chắc là thoát ra cái đằng mương ở phía sau nhà thôi. Đấy. Còn ở đây có nước sạch chưa bác? Nước sạch thì toàn dùng giếng khoan thôi. Giếng khoan đúng không? Giếng khoan cũ ở đây đúng không? Rồi. Chứ không ăn nước sạch chứ. Chắc là mình sẽ khoan mới đúng còn không? Còn nhà chỗ này thì mình khoan mới cái giếng mới. Đúng rồi. Còn giếng bên đấy dùng bên kia. Rồi. Sau đó là tôi làm được cái đó thì khoan gần. Khu vực nhà. Đấy, khu vực này rất là rộng. Theo bác nói thì trên này là khu vực D, còn dưới này là khu vực ruộng.
Đây là toàn bộ xung quanh khuôn viên khu đất này anh. Nhìn ra khu vực đằng trước là khu vực núi, và đằng trước này là hướng Tây Nam, và nhìn ra cái chỗ này thì là sẽ là hướng Đông Nam, cái chỗ thung lũng có tụ thủy đấy. Đấy, mời các bạn cùng xem cái video flycam để hiểu rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất này như thế nào nhé. Đấy, bây giờ chúng tôi sẽ dùng flycam để khảo sát toàn bộ cái khuôn viên khu đất nhà anh Bình tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, để xem khuôn viên khu đất nhà anh như thế nào, cùng với các cái yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất, để chúng tôi bố trí các cái căn phòng một cách hợp lý hơn. Để mời các bạn cùng đón xem ạ.
ra hay là lùi gì không? Ok, vậy là các bạn vừa nhìn qua cái khuôn viên hiện trạng khu đất ở xã của anh Bình, ở xã Nghĩ Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thì mời các bạn cùng đón chờ cái sản phẩm của công ty chúng tôi thiết kế cho anh và làm tại vị trí này nhé. Thì mời các bạn cùng vào xem.